Hát vào để nước không vào, có vào nhưng sẽ vào ít hơn, cái lượng nước vào sẽ bị ít hơn. Đây nhà em đang đang kè cát vào rồi nhá, nhà em đang kè cát vào rồi đây mọi người ơi, nhà em đang kè cát vào rồi nhá, nhà em đang kè cát vào rồi đấy, đây. Em cảm ơn Hoa Ngố nhá, em cảm ơn Hoa Ngố nhá. Còn là em cảm ơn chị Mai Lan Vũ ạ. Đây nó ngập như thế này rồi mọi người, lúc chiều còn kê được gạch để đi và bây giờ phải đang mò gạch lên để tiếp tục kê nhá. Đang mò gạch lên để kê kè này. Những nhà khác cũng bị ngập hết rồi và di chuyển đồ đạc rồi nhá mọi người. Những nhà khác cũng ngập hết rồi, đã di chuyển đồ đạc đi rồi. Rồi bạn ơi, huyện Ứng Hòa còn xã là xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội nhá. Thường Tín là khác bạn ơi. Ngập sâu em ơi, ngập trên 2 mét rồi em ơi, ngập trên 2 mét rồi nhá. Bắc Ninh hoang mang quá, cố gắng lên bạn Thanh Hằng ơi. Đăng Thanh Ngọc nhé mọi người. Là như thế nào hả anh Ba Cún? Tế tiêu đêm nay rồi cũng tràn thôi, đúng rồi. Tế tiêu đêm nay thì lo lắm, tế tiêu đêm nay là cực kỳ là lo luôn vì là chiều nay đã ngập một số nơi rồi, đã tràn nước rồi, tràn vào đê rồi. Em cảm ơn chị Dương Tuyết nhá, em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Mình ở Hòa Nam, Ứng Hòa, Hà Nội nhá, anh Hải Minh ơi. Khổ lắm nhá bạn VNT ơi. Nhà mình ở Hòa Nam, Ứng Hòa, Hà Nội, cảm ơn mọi người đã follow em nhá. Thế là chỗ nào cũng ngập, đúng rồi Thắng Dương ơi, chỗ nào cũng ngập luôn. Mình ở Dư Xá nhá bạn Giang Hân ơi. Hà Đông bị ngập nước không có nhá. Hôm nay thấy anh chị vào Sala cũng bị ngập nước nhá. Sala cũng bị ngập nước nhá, trên Vân Đình cũng ngập không? Dạ có nhá. Vân Đình có ngập nhá mọi người. Thương quá, thương lắm mọi người ơi. Sống trong biển nước rồi, sống trong biển nước, sống trong khó khăn rồi. Tôi sang siêu thị khách sạn Hòa Nam ở, không phải ai cũng sang được đâu bạn ơi. Em cảm ơn tất cả mọi người. Nhà bạn gần sông, dạ vâng nhà em gần sông nhá mọi người. May là không mất ạ, không mất điện ạ. Dạ không mất điện ạ. Chị cảm ơn Nguyễn Thị Thu Giang nhá, cảm ơn em rất là nhiều. Chị Gấu nhá, nước uống nhà em còn đúng một bình thôi. Em cảm ơn chị Ngọc Hân nhá. Em cảm ơn chị Đình An ạ, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Em cảm ơn Anna Trần nhá. Em ở khu vực Ứng Hòa, Hà Nội ạ. Em ở Dư Xá nhá mọi người ơi, Dư Xá Hòa Nam mọi người ạ. Em cảm ơn Viên Đào nhá. Chị ở Dư Xá Hòa Nam, Ứng Hòa, Hà Nội nhá em ơi. Mọi người ở Ứng Hòa là mọi người biết đúng không? Mọi người biết khu vực. Đây, em phải đứng ở dưới này. Em quay lên, như lúc chiều em like thì mọi người mới có thể cảm nhận được cái nước nó lên cao như thế nào. Đây, vào tận trong này rồi. Và đây, trên nền nhà nhà em đây, đã xếp thêm mấy hàng gạch rồi. Xếp thêm mấy hàng gạch là để khi mà nước vào thì sẽ không bị tràn vào bên trong nhà. Và kháng cự được đến đâu thì chúng em sẽ kháng cự đến đó, chứ không thể chắc chắn là nước không vào mọi người ạ. Kháng cự đến đâu chúng em sẽ kháng cự đến đó. Nhà em là ở Hà Tây cũ nhá cả nhà ơi. Nhà em ở Hà Tây cũ nhá. Nhà em là khu vực Hà Tây cũ mọi người ạ. Em cảm ơn Nguyễn Linh nhá, cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ vâng, em cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn Cute nhá. Đúng rồi Thủy ơi, đúng rồi Thủy Beauty ơi. Cảm ơn Thành Taxi Ninh Hiệp nha, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thành phố ngập không chị? Có nơi ngập rồi em ơi, có nơi ngập rồi nhá. Vâng, ở phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang ạ.
thì ngập.